Michelle được sinh ra trong một gia đình giàu có, ai cũng nghĩ rằng cô bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô bé lại bị nhốt lại như động vật bởi vì cô bé vừa điếc vừa mù, cô thường xuyên gây ra những việc làm nguy hiểm. Michelle gạt đổ ngọn nến khiến cả ngôi nhà bị cháy. Em gái mới sinh vừa nằm xuống, Michelle đẩy mạnh cái nôi làm em gái ngã. Đến năm cô bé lên 8 tuổi, người bố quyết định đưa cô đến bệnh viện tâm thần, nhưng người mẹ lại một mực phản đối. Bà hy vọng thuê được thầy giáo đến dạy dỗ con gái. Một ngày gia đình mời được một thầy giáo đặc biệt. Trong lần đầu ông ấy đến nhà, thầy giáo tiến đến chạm vào người Michelle, nhưng lại bị Michelle tát một phát vào mặt vì Michelle tính cách cố chấp nóng nảy. Đối với những người sống trong bóng tối, thế giới đối với họ chỉ như màn đêm tăm tối. Họ hay bộc phát sự phẫn nộ và bức bối. Thầy giáo không hề tức giận mà còn chắc chắn dạy được cô. Ông vô tình thấy trên người cô bé có đeo chiếc chuông. Người bố nói có nó cả nhà sẽ dễ tìm cô bé hơn. Ông liền lấy cái chuông ra và nói, đeo thứ này chẳng khác nào coi Michelle như động vật. Lúc ăn cơm, Michelle dùng tay để bốc đồ ăn, nhưng bố mẹ lại không hề ngăn cản cô bé, sau đó lại chạy lung tung khắp căn phòng. Điều này càng khiến thầy giáo để ý đến. Đến khi Michelle động vào thức ăn của thầy giáo, ông liền ngăn chặn hành động của Michelle. Ông vô tình đẩy ngã cô bé xuống đất. Người bố tức giận vội đứng dậy ngăn cản, nhưng thầy giáo nói chính sự nuông chiều đó mới làm nên một Michelle như vậy. Thầy giáo lớn tiếng đuổi hai vợ chồng ra khỏi bàn ăn. Michelle ăn vạ nằm lăn lộn dưới đất. Thầy giáo bắt cô bé ngồi xuống ghế, dạy cô cách cầm thìa để ăn cơm, nhưng cô lại ném thìa và hất hết mọi thứ xung quanh. Cô bé đánh thầy giáo, thầy cũng đánh lại. Lúc này Michelle mới chịu ăn một miếng, nhưng cô lại nhổ ra ngay lập tức. Thầy giáo cầm chậu nước hất thẳng vào mặt cô bé. Thấy con gái dùng thìa xúc đồ ăn, người mẹ rất vui mừng. Bà vui vẻ chạy đi báo tin cho chồng, nhưng người bố lại không muốn dạy con bạo lực như vậy. Ông mang tiền lương đến cho thầy giáo và yêu cầu ông ấy rời khỏi ngôi nhà này, nhưng ông ấy chỉ muốn ở lại dạy dỗ Michelle. Hôm sau người bố có việc đi công tác trong vòng 20 ngày, thầy giáo liền người thu dọn đồ đạc ở tầng 2. Người mẹ thấy vậy chạy đến ngăn cản. Ông nói nếu để người bố đưa Michelle đến viện tâm thần, cô bé sẽ phải chịu đựng một mình cho đến chết. Bà mẹ mềm lòng mà cho ông ở lại. Tối đến, bà mẹ dẫn Michelle đến căn phòng trống. Ông chỉ có 20 ngày để dạy cô bé. Việc đầu tiên mà ông dạy cho Michelle chính là để cô một mình đi lại trong bóng tối. Ban đầu cô bé rất sợ hãi và liên tục đập cửa. Sau đó thầy giáo mang một chiếc bánh cho cô bé ngửi thử, rồi viết từ mới lên cánh tay cô ấy. Như vậy cô sẽ hiểu được mỗi đồ vật đều có tên gọi. Michelle sau đó cầm bánh lên và ăn ngấu nghiến. Hôm sau thầy giáo đưa cô bé đến đài phun nước. Cô bé theo bản năng chạy nhảy khắp nơi và được chạm vào nhiều thứ khác nhau. Không may cô bé chạm phải một cây xương rồng. Thầy giáo thoa dầu lên bàn tay cho cô bé. Michelle cảm nhận được liền nắm tay thầy giáo. Nhờ đó ông cảm thấy bản thân được an ủi. Ông dạy cô bé làm quen với chim bồ câu. Ông bảo Michelle dùng tay để cảm nhận khuôn mặt mình, rồi dạy cho cô bé những đồ vật tiếp theo. Rất nhanh đã sắp đến ngày bố cô bé trở về mà Michelle vẫn chưa biết cánh ghép chữ. Bà mẹ thấy con gái biết tự mình xúc thức ăn, trong lòng không giấu nổi sự vui mừng. Thầy giáo vẫn muốn tiếp tục dạy Michelle, nhưng mà bố cô bé đã trở về nhà. Thế là ông lại bị người bố đuổi đi một lần nữa. Ông ấy buộc phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Lúc rời đi, ông lại nhìn thấy Michelle đang phá đồ ăn. Ông liền lao đến nhét thìa vào tay cô bé. Ai ngờ lại bị cô bé tạt nước vào mặt. Ông liền kéo cô ra bể nước ngoài sân để cô cảm nhận được thế nào là nước. Ban đầu cô bé sợ hãi vùng vẫy, không ngờ Michelle sau đó lại nghịch nước. Cô cảm nhận được nước đang chảy qua bàn tay mình. Sau đó cô kéo thầy giáo đến cảm nhận cùng. Lần đầu tiên cô bé đánh vần được từ nước. Thầy giáo vui mừng gọi bố mẹ cô đến. Michelle đặt tay lên mặt người mẹ, sau đó chậm rãi nói lên hai tiếng mẹ ơi. Câu nói khiến người mẹ bật khóc. Cô bé sau đó lại chạm vào người bố và gọi bố. Cả nhà kích động mà ôm lấy nhau. Thầy giáo dồn mọi tâm huyết lên người Michelle. Cuối cùng thì công sức cũng được đền đáp và ông cũng được ở lại để dạy cho Michelle. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Michelle đã đến tuổi học đại học. Cô bé cũng đã quen với cuộc sống người bình thường. Thầy giáo cũng đề xuất với thầy giáo hiệu trưởng để Michelle đến trường của ông ấy học tập. Hiệu trưởng nói trường cho người đặc biệt hợp với cô bé hơn. Ông tin rằng Michelle không thuộc về ngôi trường đó. Nhờ vào mối quan hệ của thầy giáo, Michelle đã có được buổi phỏng vấn từ phía trường học. Mọi người hỏi Michelle tại sao lại muốn đi học. Cô muốn học để trở thành người hoàn toàn độc lập. Michelle tự tin trả lời tất cả các câu hỏi. Đến khi hiệu trưởng hỏi nước Mỹ nằm ở hướng nào, thế giới của người mù toàn là màu đen, nhưng cô vẫn nói ra được đáp án của mình. Trái đất hình cầu nên nước Mỹ có thể ở bất cứ hướng nào. Khi được hỏi kiến thức đối với cô có vai trò gì, cô trả lời kiến thức chính là thầy của em. Câu trả lời này của Michelle rất ấn tượng. Thế nên cô đã được tuyển vào đại học. Điều này khiến thầy giáo rất xúc động, nhưng con đường phía trước của cô còn rất dài. Cô vui sướng khoe với mọi người trong nhà. Thầy giáo tặng cho cô một cây gậy làm quà. Michelle không muốn nhận món quà này. Ông nói cây gậy này sẽ giúp cô học cách độc lập. Sau đó ông dạy Michelle cách sử dụng cây gậy. Mỗi lần vấp ngã cô đều tự đứng dậy. Ngày đầu tiên thầy giáo dẫn Michelle đến trường, trong lớp cô luôn tích cực giơ tay phát biểu. Ngày nào thầy giáo cũng đi học cùng cô ấy để giúp cô có thể ngồi chung với học sinh bình thường khác, khám phá thế giới tri thức rộng lớn. Giờ giải lao, Michelle còn dạy các bạn từng ký hiệu. Nhờ vậy cô có cuộc sống bình thường như mọi người. Michelle luôn chăm chỉ học ở mọi lúc mọi nơi.
Lần đầu tiên Michelle cảm nhận được tuyết rơi, cô vui sướng đưa tay ra hứng tuyết, nhưng tới cuối kỳ thầy giáo mới phát hiện ra vấn đề, cô chỉ có thể đánh máy được 10 từ trên phút, hơn nữa cô còn dùng máy đánh chữ dùng cho người mù. Michelle cuối cùng thi trượt tất cả các môn học. Cô gọi điện về thông báo cho gia đình, mẹ cô dường như suy sụp muốn đón con gái về nhà. Hiệu trưởng cũng nhận ra nỗ lực của Michelle nên mời thầy giáo của cô đến và cho ông mượn vài quyển chữ nổi hiếm có của thành phố, có nó thì sẽ nâng cao được hiệu quả học tập. Đột nhiên ông bỗng ngây người ra, ông quên mất tại sao mình lại ngồi ở đây. Về nhà, Michelle lại bắt đầu học tập. Ở kỳ thi lần tới, Michelle rất đánh máy rất chậm, dù biết hết đáp án nhưng không thể viết ra. Mà Michelle 3 năm vẫn chưa thể lên lớp. Lần này Michelle cùng thầy giáo trở về nhà, cô không còn muốn đi học nữa. Thầy giáo cố gắng khuyên bảo nhưng cô vẫn nổi cáu. Ông tức giận tát Michelle một cái, cô kích động liên tục gõ lên máy đánh chữ. Thế giới của em toàn màu đen tối. Thầy giáo kinh ngạc phát hiện cô đánh được 62 từ trong vòng chưa đầy 2 phút. Điều này có nghĩa cô đã có tiến bộ rất lớn. Để thưởng cho sự lỗ lực của Michelle, thầy giáo dẫn Michelle đi ra ngoài ăn kem. Sau khi lấy kem xong, ông lại đi thẳng về nhà, để Michelle ngồi ở đó đợi ông rất lâu. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí đi tìm thầy giáo, mọi người xung quanh không ngừng nhìn về phía cô. Michelle suýt chút nữa bị xe ô tô tông phải. Thầy hiệu trưởng đến nhà tìm thầy giáo, rất lâu sau ông mới nhận ra hiệu trưởng. Thầy giáo nghĩ Michelle ở nhà nên hét lớn gọi cô, nhưng Michelle bị điếc thì làm sao có thể nghe được. Đúng lúc này Michelle cũng về tới nhà, cô ấy tức giận vung tay thầy giáo ra. Hiệu trưởng cũng nhận ra ông ấy gần đây có vấn đề nên khuyên ông ấy tới bệnh viện khám thử, nhưng lúc này ông chỉ muốn xin lỗi Michelle và hứa sau này sẽ không quên cô nữa. Michelle cuối cùng cũng chấp nhận lời xin lỗi. Trước ngày em gái Michelle kết hôn, em gái nói mình rất hạnh phúc khi yêu đúng người và những câu chuyện lãng mạn khi yêu. Tối đến, mọi người trong gia đình ngồi ăn cơm với nhau, em gái đứng lên xin lỗi chị gái Michelle vì bản thân cô luôn ghen tị với chị gái. Nghe đến đây Michelle tức giận hất bát trên bàn ăn. Sau một hồi trấn tĩnh, Michelle mới ngồi xuống. Thầy giáo đọc bức thư mà Michelle muốn gửi đến cho em gái. Hôm sau em gái chính thức bước vào lễ đường. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Giây phút này mọi người đều chúc phúc cho hai người. Hôm sau thầy giáo để lại một bức thư và bỏ đi biệt tích. Từ đó Michelle phải tự mình đến trường học, gần như ngày nào cô cũng đến bến tàu đợi thầy giáo, mong một ngày nào đó thầy sẽ quay trở lại. Nhiều năm sau Michelle cũng tìm được thầy mình. Bác sĩ nói thầy giáo đã mắc bệnh đãng trí, căn bệnh này không thể chữa khỏi được. Bây giờ ông lại sống trong tăm tối như Michelle ngày xưa. Bác sĩ hết cách đành dùng dây xích trói ông ấy lại. Michelle đến viện thì thầy giáo đã bị xích trên giường. Cô tức giận điên cuồng giật đứt dây xích vì không muốn thầy bị giống như mình hồi nhỏ. Cuối cùng bằng sự nỗ lực của mình, Michelle sau 30 năm đã tốt nghiệp đại học. Người mẹ đứng lên dịch từng câu nói của con gái, ai cũng cảm động về sự nỗ lực của Michelle. Sau đó cô mặc áo cử nhân đến tìm thầy giáo, để thầy nhìn thấy học trò của thầy đã tốt nghiệp rồi. Thầy giáo bất chợt nhận ra điều gì đó, dường như ông ấy đã nhận ra Michelle. Ông cầm tay Michelle để cảm nhận nước mưa bên ngoài, nói lại từ đầu tiên mà ông dạy cho Michelle. Ngày trước chính ông đã dạy cô làm quen với thế giới này, dùng tay để cảm nhận vạn vật xung quanh. Giờ sẽ là lúc cô báo đáp công dưỡng dục của thầy. Bộ phim này có tên là Black, một học sinh khuyết tật và thầy giáo đã tạo nên kỳ tích. Họ đã vượt qua giới hạn của con người. Trên thế gian này không gì là không thể, chỉ là bạn có muốn làm hay không. Chỉ cần bản thân kiên trì đến cùng thì nhất định chúng ta sẽ thành công. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.